Finger Hushride, hay còn gọi là bắn tim bằng tay, nở rộ trở thành trào lưu từ trong vòng một năm trở lại đây, bắt nguồn từ giới thần tượng Hàn Quốc. Được tạo nên bởi hai đầu ngón tay chụm lại, hệt như hình trái tim mini, ký hiệu này khiến người đối diện vô cùng thích thú bởi sự đơn giản cũng như ý nghĩa đáng yêu của nó. Những hành động chiều fan như vẫy tay, nháy mắt, hôn gió đang dần bị Finger Hushride này xoáy ngôi và hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay khi trào lưu này bùng nổ, nhiều người thắc mắc danh tính của người khởi xướng. Các fan Big Bang khi đó khẳng định nguồn gốc xuất xứ của trái tim nhỏ xinh này là từ việc G-Dragon giơ hai ngón tay ý chỉ cộng đồng fan VIP, tên fan club của nhóm. Sau đó nhiều thần tượng khác đã hiểu nhầm thành hình trái tim và cũng từ đây cách tạo hình trái tim này cũng được phổ biến nhiều hơn. Thế nhưng giả thiết này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ. Mới đây, một bức ảnh trong quá khứ của G-Dragon được đào mộ và trở thành bằng chứng chứng tỏ thủ lĩnh Big Bang thực sự là người tạo nên trào lưu này khi còn là một cậu nhóc tí tuổi. Sự sáng tạo và cá tính đã bộc lộ từ nhỏ. Thay vì giơ hai ngón tay V-Sai như thông thường, G-Dragon tạo dáng cực đáng yêu. Phát hiện thú vị này khiến mọi người vô cùng bất ngờ và thích thú. Ngoài việc được biết đến như một nghệ sĩ tài năng, G-Dragon còn nổi tiếng là người tạo ra xu hướng cho giới trẻ trong không ít lĩnh vực. Nhiều người thậm chí còn cho rằng anh thực sự sinh ra đã có tố chất ngôi sao và máu nghệ sĩ trong người. Sau 10 năm tích cực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Big Bang hiện tại đã gặt hái được nhiều thành công đáng nể và vinh hạnh trở thành nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đầu tiên lọt top 100 người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền nhất năm 2016. Là những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu, năm vừa qua là khoảng thời gian rất bận rộn của năm chàng trai vàng. Bên cạnh việc tổ chức các tour diễn MADE, hoàn thiện album ra mắt cuối năm, tham gia vào các sự kiện thời trang hay triển lãm, có thể nói, bộ phim điện ảnh MADE là sự kiện đáng chú ý nhất của nhóm trong năm 2016. The Movie cùng show diễn kỷ niệm 10 năm ra mắt siêu hoành tráng chính là lời cảm ơn chân thành mà Big Bang muốn gửi đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt một thập kỷ. Chính thành công nối tiếp thành công đã tạo nhiều cơ hội cho các thành viên được góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. Top, G-Dragon, Seungri là những thành viên sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai trò diễn viên trong thời gian sắp tới. Top, Our Control. Anh cả Top không chỉ là chàng rapper điển trai của Big Bang mà còn là nam diễn viên tài năng với không ít lần xuất hiện trong các dự án phim đình đám như Mật Danh Iris, Commitment. Gần đây nhất, Top chính thức có màn chào sân ấn tượng với các khán giả Trung Quốc khi tham gia vào dự án phim Hoa Hàng có tên Our Control. Bạn diễn của anh trong phim chính là nữ diễn viên nổi tiếng xứ Trung, Trương Bá Chi. Our Control kể về cuộc rượt đuổi ráo riết của chàng cảnh sát quốc tế Tom Yong Top và cô nàng diễn viên Lucy Lin Trương Bá Chi cùng một nhóm tội phạm nguy hiểm tại Đức. Không chỉ hấp dẫn người xem bởi những pha hành động nghẹt thở, bộ phim còn khiến khán giả ngây người bởi những phân cảnh lãng mạn, tình tứ của cặp diễn viên chính. Đây là nhân vật khá phù hợp với chàng rapper bởi vì anh từng có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trong các bộ phim hành động trước đây. Bên cạnh đó, các khán giả cũng hy vọng rằng Our Control sẽ là dự án phim thành công vang dội trước khi anh lên đường nhập ngũ vào cuối năm nay. Hiện tại bộ phim đã hoàn tất những cảnh quay cuối và sẽ được trình chiếu trong tháng 12 tới. G-Dragon, Muhan Company, Infinity Challenge. G-Dragon là cái tên đã quá quen mặt với chương trình truyền hình Infinity Challenge. Tuy nhiên, đây là lần đầu chàng trưởng nhóm Big Bang thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Sự xuất hiện của G-Dragon trong phim ngắn Muhan Company đã khiến khán giả rất thích thú và bất ngờ. Trong phim, G-Dragon thủ vai chàng giám đốc, tuy tài giỏi nhưng gặp vấn đề về tâm thần. Với phong cách quái vốn có, thủ lĩnh Big Bang nhanh chóng thích nghi với tính cách nhân vật và hoàn thành tốt vai diễn của mình. Chính thành công của bộ phim đã đem về cho anh vô số lời tán thưởng từ phía người hâm mộ và truyền hình. Mặc dù chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất và chỉ xuất hiện trong dự án phim ngắn,
nhưng G-Dragon vẫn hoàn thành nhân vật của mình một cách trọn vẹn nhất, đem đến cho khán giả thước phim chất lượng. Có thể nói, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, G-Dragon đều thực hiện rất tốt vai trò của mình và gặt hái được nhiều thành công nhất định. Sunny, High and Low 2. Trong High and Low 2, Sunny vào vai quý tử của ông trùm mafia gốc Hàn, người luôn tìm mọi cách để kiểm soát thị trấn Mugen, địa bàn hoạt động của các băng đảng xã hội đen khét tiếng. Khác với hình tượng Baby Kute trước đây, lần này Sunny sẽ hóa thân vào vai diễn phản diện. Đây được coi là một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của nam ca sĩ, đồng thời cũng đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của anh. Bonjour l'amour, xin chào tình yêu. Bonjour l'amour là dự án điện ảnh tiếp theo mà Sunny sẽ tham gia diễn xuất trong năm nay. Nội dung của bộ phim kể về hai người đến từ hai vùng đất khác nhau, luôn khao khát yêu và được yêu. Ngoài ra họ cũng mong có thể hàn gắn được những vết thương tình cảm trong lòng mình. Trong phim, Sunny sẽ diễn vai chàng trưởng phòng điện trai người Pháp, tình cờ trúng tiếng sét ái tình với nữ bác sĩ xinh đẹp Tina, Watt Bình Đích. Trái ngược hoàn toàn với High and Low 2, vai diễn lần này của nam ca sĩ sẽ là chàng trai ngọt ngào lãng mạn. Bộ phim được khởi quay vào tháng 9 và ra mắt năm 2017, hứa hẹn sẽ chinh phục hoàn toàn những khán giả nữ. We'll be right back.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.